Đi đâu rồi em à? Bây giờ em đi phỏng vấn cho bên bí mật đi viết ạ. Em nghe bảo là hôm nay cuộc phỏng vấn áp lực rất là đáng sợ đó. Xin chào các khán giả của bí mật VBIS, mình là Emma Nhất Thanh. Hiện giờ của em tự nhận xét là đó chính là hình ảnh một cô gái nhà bên. Đó chính là một hình ảnh nó khá là gần gũi. Còn sắp tới thì em nói thật ra là em muốn thay đổi hình ảnh chút, kiểu trở thành một cô nàng sang chảnh, một cô nàng kiểu hơi bad girl một chút. Kiểu đó hơi hư hỏng một chút, kiểu lớn trưởng thành hơn tí. Nhưng mà cũng phải để coi xem làm sao. Em cũng đã bàn với cả quản lý của em rồi. Xong rồi có một cái em rất là muốn đó chính là em muốn thử hình ảnh đã nữ, kiểu dọ vỏ ấy à. Đó, em muốn thử một cái hình ảnh mà nó khác hẳn với cái hình ảnh hiện giờ của em. Không còn là cô gái đáng yêu kẹo ngọt nữa, kế bên nhà nữa. Bây giờ sẽ là một cô nàng hơi hư hỏng một chút và hơi mạnh mẽ một chút. Nói thẳng ra thì hình ảnh hiện giờ nó đúng với cả con người thật của em luôn. Còn cái hình ảnh mà em muốn hướng sắp tới thì kiểu em cũng muốn kiểu thay đổi hình ảnh một tí. Tại vì em nghe bảo là thường là sẽ đàn ông hoặc là người ta sẽ được hấp dẫn bởi những cô gái hơi hư hỏng một chút. Còn em thì hơi hiền quá thì sẽ cảm giác mang lại cho người ta cảm giác nó hơi lành lành ấy. Chúng mình làm nghệ sĩ và mình phải thiên biến vạn hóa một chút thì em mong là khán giả sẽ thích hơn. Đó có phải là lý do mà đến bây giờ em vẫn chưa bao giờ tiết lộ về chàng trai của mình không? Tình yêu là gì? Em làm gì đã có người yêu? Em còn đang sợ ế đây này. Không biết tình yêu là gì? No. Nhưng mà rõ ràng là hình như là đang cố gắng là muốn thay đổi hình ảnh để có người yêu đúng không? Không hề. Không hề ạ. Thôi, dường như là qua cái việc mà cười như vậy là đang che giấu một điều gì đó. Đúng không? Em có biết yêu là gì đâu, em sợ tình yêu lắm. Tại sao? Lý do? Em không biết nữa, em thấy yêu kiểu gì cũng chia tay ấy. Mà mỗi lần chia tay thì rất là buồn. Tại tính em nó rất là, em rất là giàu cảm xúc, em rất là nhiều cảm xúc. Em thương một ai đó là em sẽ thương kiểu cặp đầu vào tường luôn á. Và em rất là sợ cảm giác sau khi mà mình bị chia tay, khi mà mình phải chia tay cái người mình thương đập đầu vào tường như vậy. Nó rất là đáng sợ. Vì khi mà em đang ở trong một cái nhóm nhạc á thì sẽ bị cái sự quản lý rất là chặt chẽ để mà có cái cơ hội mà yêu đương ai đó rất là khó khăn đúng không? Và bây giờ đã 6 tháng được tự do rồi. Đã tự cho mình cơ hội chưa? Sao mà bẽ lén thế? Nhưng mà tại vì nó cũng không đi đến đâu ấy ạ. À? Hiện tại là chưa đi đến đâu hả? À? Hay là nó đã dừng lại rồi? Nó đã dừng lại rồi, nó cũng không đi đến đâu. Mẫu một người con trai mà em yêu thích là gì? Như thế nào? Nó, em... Sao tự nhiên hỏi kỹ quá mẹ hả? Em thích một người con trai trông dễ thương một chút. Hiền à, mang lại cho em cảm giác an toàn, tử tế, dễ thương là được rồi. Rõ ràng là vừa mới nói là mình sẽ trở thành một bad girl đúng không? Mà bây giờ lại đòi là sẽ quen một chàng good boy. Là sao? Tại sao? Đáng nhất tưởng là sẽ phải là một anh chàng bad boy chứ không phải là... Yêu bad boy khổ lắm. Nhớ nha mọi người, chị em, các chị em gái yêu bad boy rất là khổ. Yêu bad boy thì vui nhưng mà sẽ rất là khổ, cho nên là mình không được làm cho bản thân của mình khổ. Hãy yêu good boy đi. Đó là mình thì đòi yêu good boy đúng không? Dạ. Trong khi bản thân mình thì lại muốn trở thành bad girl là sao? Hình ảnh thôi ạ, nó chỉ là các hình ảnh bên ngoài thôi ạ. Chứ bên trong vẫn là good girl. Good. Em đã từng yêu một bad boy nào chưa? Và là một câu chuyện không muốn nhắc lại hay sao? Người ta có cái câu là bad boy ain't no good, good boy ain't no fun, có nghĩa
vì em tự thấy là bad boy là một cái gì đó nó rất là khá là hấp dẫn và khá là thú vị. Cảm giác như là mình đi chinh phục người ta xong rồi kiểu mà người ta chặn với mình xong rồi mãi mình cũng không có được người ta thì cảm giác nó sẽ khá là thú vị. Như vậy em lớn rồi, em không muốn thích bad boy nữa, em chỉ muốn yêu good boy thôi. Em muốn một kiểu nó rất là an toàn và vui vẻ thôi. Em bao giờ thất tình chưa? Ôi trời ơi, rồi à. Bao nhiêu lần rồi? Và hãy kể một trong những lần đó. Em ơi, chung trường ác giả mà em không trả lời con này đâu, buồn lắm. Trả đầu cái. Trong đời của em thất tình hai lần sao mà đó anh? Và rồi sao nữa chứ? Buồn quá. Hai anh chàng đều bad boy đúng không? Hơi bé và cũng hơi dữ. Mà vẫn thất tình. Vẫn thất tình. Ừ. Thế nó chán chứ. Nhưng mà một cô gái xinh đẹp dễ thương như em mà tại sao lại bị rơi vào cái tình huống đó? Em không biết. Nếu mà em biết tại sao thì bọn em đã không chia tay. Nhưng mà em nghĩ một phần chắc là do em hơi trẻ con. Em đoán là vậy. Mà sau có những cái mà sau khi chia tay rồi mình mới nhận ra là mình sai như vậy, nhưng mà có vẻ như là nó đã quá trễ, nó đã hơi bị muộn màng để mình có thể sửa những cái lỗi lầm của mình. Thôi thôi, chuyện qua rồi thì đành phải chịu thôi vậy và rút kinh nghiệm cho bản thân của mình. Sử nhá, là nếu mà được hẹn hò với cả một anh chàng nào đó trong showbiz thì em muốn hẹn hò với ai? Rất là mơ mộng. Nhưng mà ở Isaac và Nu thì có điểm gì mà em thích ngoài cái vẻ điển trai bên ngoài? Cả hai anh này việc là rất đẹp trai ra thì cả hai anh đều có thần thái diễn trên sân khấu rất là cuốn hút người xem, đặc biệt là phái nữ. Em đã xem anh Isaac và em đã xem anh Nu quốc thịnh diễn live rồi. Hai anh trên sân khấu á, hai anh em ở dưới coi á, là cái thần thái của hai anh nó muốn nuốt trọn em luôn, cho nên là em xem xong là tay chân em bụng rụng, em mê quá và em crush hai anh bây giờ. Mọi người ơi, buổi phỏng vấn ngày hôm nay đã rất là thú vị và mong là mọi người sẽ yêu thích buổi phỏng vấn ngày hôm nay và cũng như là những hoạt động sắp tới của Emma nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và mọi người nhớ comment thật là nhiều video clip này, nhấn like và subscribe kênh Bí mật VBiz nha. Bye bye và hẹn gặp lại.